Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Phúc Thế Kỷ đây. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn đăng nhập Refinio 7 Mỹ Premium ở trên máy tính nha các bạn. Lưu ý đây chỉ là video tư liệu cho những bạn nào mà có tài khoản Premium rồi có thể biết cách đăng nhập trên máy tính thôi nha. Bạn nào mà muốn chơi 7 miễn phí thì các bạn có thể coi lại những video cũ của mình, hoặc là đơn giản hơn thì các bạn có thể lên phần tìm kiếm của YouTube, các bạn search đó là cách tạo Refinio 7 Mỹ miễn phí, ghi thêm chữ Phúc Thế Kỷ nữa thì nó sẽ ra video của mình thôi các bạn ha. Đầu tiên là các bạn phải tải ứng dụng VPN, anh em chọn cho mình đó là Uran VPN. Anh em gõ giống mình nha, Uran VPN, anh em chọn cái dòng đầu tiên. Đó, sau đó các bạn nhấn vô chữ free download ở dưới này các bạn. Thì nó sẽ tự động nó chuyển các bạn qua một cái trang khác. Nó sẽ chuyển các bạn qua một cái trang giống như vậy. Anh em nhấn chữ thêm vào Chrome cho mình, thêm ứng dụng VPN vào Chrome nha. Anh em nhấn chữ thêm tiện ích, nó thì nó sẽ vào cái phần tiện ích ở phía bên trên đây nè các bạn. Đó, thì các bạn nhấn vào phần tiện ích cho mình. Anh em chọn vào phần tiện ích, các bạn thấy cái Uran VPN Proxy không, thì các bạn chọn vô, anh em nhấn vào nó cho mình nha. Thì nó sẽ hiện lên một cái bảng của VPN như vậy, anh em chọn đồng ý và tiếp tục cho mình. Nhấn thêm cái nữa. Rồi, ở đây á thì 7DVA thì các bạn có thể chọn những cái VPN giống như là Mỹ, Pháp hoặc là Anh. Nó các bạn có thể chọn ha. Có nhiều bạn kiểu mình kêu chọn Pháp mà anh em chọn 7 Úc là không đúng nha. Anh em lưu ý với mình, nó để chữ UFA là Mỹ nè ha. Còn Anh thì nói chung là các bạn nào học tiếng Anh thì biết ha, mình sợ nhiều bạn lộn á. Rồi, mình thì mình chọn đại một 7 Mỹ nha. Rồi, sau đó là anh em nhấn chữ play.refinio cho mình, anh em mở một cái tab mới. Các bạn nhấn là play.refinio.com cho mình. Cái này á là cái mà để cho mình chơi game Genshin Impact ở trên Refinio các bạn. Anh em nhấn cái trang như mình nha. Rồi, cho các bạn tìm kiếm. Chừng nào mà nó hiện cái trang như vậy là mới đúng nha các bạn. Có nhiều bạn kiếm vô cái trang gì đâu không là không đúng nha. Anh em nếu mà nhắn thấy sai rồi thì có thể coi lại video coi mình đã nhắn đúng theo video chưa nha các bạn. Rồi, tiếp theo là các bạn nhắn vào cái hình người ở đây. Lưu ý khi mà các bạn bật VPN lên thì cái mạng của các bạn nó sẽ giảm đi rất là nhiều, cho nên là cái phần này á các bạn hơi bị lag chút xíu nữa, anh em thông cảm nha. Đăng nhập rồi thì không cần VPN nữa ha, nó chỉ cần VPN lúc đăng nhập thôi, anh em ghi nhớ kỹ giúp mình nha. Còn lần này thì các bạn nhắn vào email đó, sau đó là anh em khi mình nào bạn anh em nào tạo bên mình á thì mình sẽ sử dụng cái Gmail của các bạn để mình tạo, thì anh em nhắn cái Gmail của các bạn vào đây. Khi mà nhắn Gmail của các bạn vào rồi, các bạn nhắn continue là tiếp tục. Sau đó là mình lại nhắn mật khẩu của mình phía bên dưới đây. Mật khẩu thì mình có gửi kèm theo khi mà anh em mua hàng bên mình ha, mình sẽ gửi kèm theo cho các bạn một cái mật khẩu. Anh em nhắn xong, anh em nhắn tiếp tục để các bạn vào ha. Thì nó như vậy là nó sẽ hiện là một cái bảng bắt các bạn xác nhận. Cái bảng này thì nó sẽ gửi thư về Gmail của các bạn. Thư nó như vậy là các bạn. Các bạn tích vào ô màu xanh nha, Very Email Address, thì nó sẽ hiện cái bảng như vậy. Anh em tích vào rồi nó hiện lên cái dấu tích màu xanh như vậy là ok nha các bạn. Thì các bạn quay trở lại cái này thì tự động nó sẽ kết nối cho các bạn ha. Bạn chỉ cần tích vào ô màu xanh để xác nhận thôi. Còn bạn xác nhận ở trên máy tính hay là xác nhận ở trên email điện thoại thì đều được nha các bạn. Nói chung là vào email tìm cái thư đó để mà xác nhận thôi ha. Rồi bây giờ thì mình đang vào, sau đó anh em nhấn chữ màu xanh để tiếp tục nha. Anh em lưu ý phần này anh em cài đặt giống mình để cái pin nó được giảm nha các bạn. Rồi bây giờ phần này lưu ý nè, là để yên không bấm gì hết, nó đang lag vô, các bạn mà bấm là nó bị lỗi, có rất là nhiều bạn bị lỗi khúc này luôn đó. Anh em để yên, tự động nó sẽ lag vô, nó sẽ cần thời gian để mà lag nha các bạn. Rồi tới đây thì mình tắt bỏ VPN thôi, mình nhấn vào VPN mà mình tắt bỏ nha các bạn. Ok, khi mà tắt bỏ VPN được rồi thì các bạn nhấn vào phần bánh răng nó. Sau đó anh em lướt xuống cho mình, các bạn kéo xuống ở bên phía bên tay phải nó có cái dòng mà use server nè. Các bạn chọn US not web cho mình nè ha, US not web nó. Anh em chọn cái dòng đó cho mình, sau đó các bạn nhấn ra ra ngoài trang chủ là anh em nhấn vào ba gạch nè, anh em chọn là game nó, thì nó sẽ ra vào trang chủ. Sau đó các bạn đăng nhập vào Genshin Impact thôi. Mình sẽ vào cho các bạn coi là không có bị chờ nha anh em.
đây là một cái server hiện tại là chưa bị chờ, nhưng mà đông người ha, hoặc là những mỗi lần cập nhật á, thì mình nghĩ nó cũng sẽ chờ thôi. Nhưng mà premium á, khác biệt của nó khi mà chờ với bản free nó khác nhau lắm. Premium chờ ví dụ chờ 200 người nha, ví dụ thôi nha, chứ không có khi nào chờ 200 người đâu. Nhưng mà chờ 200 người thì nó chỉ có mất 20 phút thôi, nó mau lắm các bạn. Ok nè các bạn, như vậy là anh em đã vào thành công rồi nha. Ở phần đăng nhập này các bạn đăng nhập như bình thường nha. Bây giờ mình sẽ cắt bỏ, mình sẽ vào game cho các bạn coi luôn ha. Đây mình vào game được thành công rồi các bạn. Anh em thấy là chơi trên máy tính là nó rất là đẹp luôn á. Nó đẹp như là cái ứng dụng gốc luôn các bạn. Anh em có thể nhìn ha, nó rất là đẹp. Nhưng mà đôi khi là nó hơi giật nhẹ một tí. Cái này là phải do mạng của các bạn nữa nha. Cái này là tùy theo mạng của mỗi người ha. Trước mắt thì mình vẫn còn hàng của 7 NDVA này, nhưng mà mình sẽ bán. Nếu anh em hỏi mình có trong Tết mình có bán không thì trong Tết thì hên xui, nếu lúc nào mình rảnh thì mình sẽ bán ha. Nhưng mà mình sẽ bán trong Tết luôn nha các bạn. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều nha. Cảm ơn anh em đã xem video và đừng quên là cho mình xin một lượt đăng ký kênh. Nhớ là đăng ký kênh lại nha bạn, mình sẽ cập nhật những cái thông tin của Refresh Now hay là những ứng dụng khác cho các bạn được biết ha. Bạn nào mà có nhu cầu mua Refresh Now 7 NDVA Premium á, thì các bạn có thể inbox qua Facebook của mình. Facebook của mình thì mình sẽ để dưới phần bình luận như các bạn. Đó là Facebook cá nhân của mình nha, là Lê Thanh Phúc á. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều.